622. Sau đó, hội chúng tỳ khưu dẫn đầu là Sariputta và Mugalana đã đi đến dùng Kitagiri và đã thực thi hành sự xua đuổi ra khỏi dùng Kitagiri đối với các tỳ khưu nhóm Asaji và Buna rằng các tỳ khưu nhóm Asaji và Buna không được cư ngụ tại dùng Kitagiri khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi, các vị ấy không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài lòng. Họ mắng chửi, họ nói xấu, họ bị sa đọa do có sự thiên vị, vì thương do có sự thiên vị vì ghét, do có sự thiên vị vì si mê, do có sự thiên vị vì sợ hãi. Họ bỏ đi, họ hoàn tục. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng. Vì sao các tỳ khưu nhóm Asari và Puna Pasuka khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi lại không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, không trở nên thu thúc, không làm bổn phận để sửa đổi, không làm cho các tỳ khưu hài lòng. Họ lại mắng chửi, họ lại nói xấu. Họ lại bị sa đọa do có sự thiên dị vì thương, do có sự thiên dị vì ghét, do có sự thiên dị vì si mê, do có sự thiên dị vì sợ hãi. Họ lại bỏ đi, họ lại hoàn tục. 623 Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình bày sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi các tỳ khưu nhóm asaji và buna không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh không trở nên thu thúc không làm bổn phận để sửa đổi không làm cho các tỳ khưu hài lòng họ mắng chửi họ nói xấu họ bị sa đọa do có sự thiên vị vì thương do có sự thiên vị vì ghét do có sự thiên vị vì si mê do có sự thiên vị vì sợ hãi họ bỏ đi họ hoàn tục có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng nay các tỳ khưu thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy thật không hợp lẽ không tốt đẹp không xứng pháp sa môn không được phép không nên làm này các tỳ khưu vì sao những kẻ rồ dại ấy khi được hội chúng thực thi hành sự xua đuổi lại không làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh không trở nên thu thúc không làm bổn phận để sửa đổi không làm cho các tỳ khưu hài lòng họ lại mắng chửi họ lại nói xấu họ lại bị sa đọa do có sự thiên vị vì thương do có sự thiên vị vì ghét do có sự thiên vị vì si mê do có sự thiên vị vì sợ hãi họ lại bỏ đi, họ lại hoàn tục vậy. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, khi đã khiển trách các tỳ khưu nhóm Asaji và bunabasuka thường trú tại vùng kita giri núi kita bằng nhiều phương thức đức thế tôn đã chê bai về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng sự khó khăn trong việc ăn uống sự tầm cầu quá nhiều sự không biết đủ sự kết phe nhóm sự biến nhát và bằng nhiều phương thức ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng sự dễ dàng trong việc ăn uống sự ít tầm cầu sự biết đủ sự từ khước sự tiết chế sự hài hòa sự đoạn giảm sự ra sức nỗ lực ngài đã thuyết pháp thoại thích đáng và phù hợp cho các tỳ khưu rồi đã bảo các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu như thế thì ta sẽ quy định điều học cho các tỳ khưu vì mười điều lợi ích nhằm sự tốt đẹp cho hội chúng nhằm sự an lạc cho hội chúng nhằm việc trấn áp những nhân vật ác xấu nhằm sự lạc trú của các tỳ khưu hiền thiện nhằm ngăn ngừa các lậu hoặc trong hiện tại nhằm sự trừ diệt các lậu hoặc trong tương lai nhằm đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin nhằm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin nhằm sự tồn tại của chánh pháp và nhằm sự hỗ trợ luật và này các tỳ khưu các ngươi nên phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nọ là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái những hành động sai trái của vị ấy không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa các gia đình bị hư hỏng vì vị ấy không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vậy chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái những hành động sai trái của đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa đại đức hãy rời khỏi trú xứ này sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi và khi được nói như thế bởi các tỳ khưu vị tỳ khưu ấy lại nói với các tỳ khưu ấy như vậy các tỳ khưu có sự thiên vị vì thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi, cùng với tội như nhau, họ lại xua đuổi vị này, họ lại không xua đuổi vị kia. Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vậy. Đại đức chớ có nói như thế, các tỳ khưu không có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên vị vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính Đại Đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của Đại Đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì Đại Đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại Đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây đối với Đại Đức đã đủ rồi và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở đến lần thứ ba để dứt bỏ việc ấy nếu được nhắc nhở đến lần thứ ba mà dứt bỏ việc ấy như thế việc này là tốt đẹp nếu không dứt bỏ thì phạm tội sang ga đi xê xa tăng tàn 624 vị tỳ khưu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn nọ là ngôi làng là thị trấn là thành phố là ngôi làng và luôn cả thị trấn sống nương tựa các vật dụng là y phục đồ ăn khất thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh là phụ thuộc vào nơi ấy gia đình nghĩa là có bốn loại gia đình gia đình sát đế lỵ gia đình bà la môn gia đình thương buôn và gia đình hạng cùng đinh. Kẻ làm hư hỏng các gia đình Kẻ làm các gia đình trở thành hư hỏng với bông hoa hoặc với trái cây hoặc với bột tắm hoặc với đất sét hoặc với gỗ trà răng hoặc với tre hoặc bằng cách thức chữa bệnh hoặc bằng cách đi bộ đưa tin. Có hành động sai trái Vị trồng bông hoa Vị bảo kẻ khác trồng vị tưới bông hoa, vị bảo kẻ khác tưới, vị hái bông hoa, vị bảo kẻ khác hái, vị kết lại bông hoa, vị bảo kẻ khác kết lại. 625. Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. Các gia đình bị hư hỏng vì vị ấy Trước kia họ mộ đạo, vì vậy ấy, họ trở nên không còn mộ đạo. Họ đã có niềm tin trở thành không có niềm tin. Không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Những ai có mặt thì nhìn thấy, những ai vắng mặt thì nghe. 626. Vị tỳ khưu ấy là vị tỳ khưu làm hư hỏng các gia đình bởi các tỳ khưu là bởi các vị tỳ khưu khác các vị nào thấy các vị nào nghe các vị ấy nên nói rằng chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái những hành động sai trái của đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa đại đức hãy rời khỏi trú xứ này sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi và khi được các tỳ khưu nói như thế vị tỳ khưu ấy lại nói với các tỳ khưu ấy như vậy các tỳ khưu có sự thiên vị vì thương có sự thiên vị vì ghét có sự thiên vị vì si mê có sự thiên vị vì sợ hãi cùng với tội như nhau các vị lại xua đuổi vị này các vị lại không xua đuổi vị kia 627 Dị tỳ khưu ấy là dị tỳ khưu được thực thi hành sự. Bởi các tỳ khưu là bởi các vị tỳ khưu khác. Các vị nào thấy, các vị nào nghe, các vị ấy nên nói rằng Đại Đức chớ có nói như thế. Các tỳ khưu không có sự thiên vị vì thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên vị vì suy mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi, chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái những hành động sai trái của đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa đại đức hãy rời khỏi trú xứ này sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đủ rồi nên được nói đến lần thứ nhì nên được nói đến lần thứ ba nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp, nếu không dứt bỏ thì phạm tội Dukkata, tác ác. Các vị sau khi nghe mà không nói thì phạm tội Dukkata, tác ác. Vị tỳ khưu ấy nên được kéo đến giữa hội chúng và nên được nói rằng Đại Đức chớ có nói như thế Các tỳ khưu không có sự thiên vị gì thương không có sự thiên vị gì ghét không có sự thiên vị vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính Đại Đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những hành động sai trái của Đại Đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì Đại Đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại Đức hãy rời khỏi trú xứ này. Sự cư trú ở đây đối với Đại Đức đã đủ rồi nên được nói đến lần thứ nhì, nên được nói đến lần thứ ba. Nếu vị ấy dứt bỏ, như thế việc này là tốt đẹp, nếu không dứt bỏ thì phạm tội Dukhata, tác ác. 628 Vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhắc nhở, và này các tỳ khưu nên được nhắc nhở như vậy. Hội chúng cần được thông báo bởi vị tỳ khưu có kinh nghiệm, đủ năng lực bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi vị tỳ khưu này tên như vậy khi được hội chúng thực thi hành phạt xua đuổi lại lên án các tỳ khưu có sự thiên vị vì thương có sự thiên vị vì ghét có sự thiên vị vì si mê có sự thiên vị vì sợ hãi vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng hội chúng nên nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy đây là lời đề nghị bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi vị tỳ khưu này tên như vậy khi được hội chúng thực thi hành phạt xua đuổi lại lên án các tỳ khưu có sự thiên vị gì thương có sự thiên vị gì ghét có sự thiên vị gì si mê có sự thiên vị gì sợ hãi vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy xin im lặng vị nào không đồng ý có thể nói lên tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì bạch các ngài xin hội chúng hãy lắng nghe tôi vị tỳ khưu này tên như vậy khi được hội chúng thực thi hành phạt xua đuổi lại lên án các tỳ khưu có sự thiên vị gì thương có sự thiên vị gì ghét có sự thiên vị vì si mê, có sự thiên vị vì sợ hãi. Vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy. Hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy. Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba. Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi vị tỳ khưu này tên như vậy khi được hội chúng thực thi hành phạt xua đuổi lại lên án các tỳ khưu có sự thiên vị vì thương có sự thiên vị vì ghét có sự thiên vị vì si mê lên án các tỳ khưu có sự thiên vị vì sợ hãi vị ấy không dứt bỏ sự việc ấy hội chúng nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy Đại đức nào đồng ý việc nhắc nhở vị tỳ khưu tên như vậy để dứt bỏ sự việc ấy, xin im lặng. Vị nào không đồng ý, có thể nói lên. Vị tỳ khưu tên như vậy đã được hội chúng nhắc nhở để dứt bỏ sự việc ấy. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 629. Tội dukata tác ác do lời đề nghị. Các tội thu la cha gia trọng tội do hai lời thông báo của hành sự. Khi chấm dứt tuyên ngôn hành sự thì phạm tội Sangha Di Sesa tăng tàn. Đối với vị vi phạm tội Sangha Di Sesa thì tội dukata do lời đề nghị và các tội thu la cha gia do hai lời thông báo của hành sự hết hiệu lực. Tội sangha disesa tăng tàn chỉ có hội chúng, không phải một số vị, không phải một cá nhân ban cho hành phạt parivasa của tội ấy cho thực hành lại từ đầu, ban cho hành phạt manata cho giải tội, vì thế được gọi là tội sangha disesa là việc định danh, tức là việc đặt tên cho cả nhóm tội giống như tội ấy. Vì thế được gọi là Tội sang Di đi xa. 630 Hành sự đúng pháp. Nhận biết là hành sự đúng pháp. Dị không dứt bỏ thì phạm tội sang ga đi xa, tăng tàn. Hành sự đúng pháp có sự hoài nghi. Dị không dứt bỏ thì phạm tội sang ga đi xa, tăng tàn. Hành sự đúng pháp lầm tưởng là hành sự sai pháp. Dị không dứt bỏ thì phạm tội Sangha Dishesha tăng tàn. Hành sự sai pháp, lầm tưởng là hành sự đúng pháp, phạm tội Dukhata tác ác. Hành sự sai pháp, có sự hoài nghi, phạm tội Dukhata tác ác. Hành sự sai pháp, nhận biết là hành sự sai pháp, phạm tội Dukhata tác ác. 631. Vị chưa được nhắc nhở, vị dứt bỏ, vị bị điên vị có tâm bị rối loạn vị bị thọ khổ hành hạ vị vi phạm đầu tiên thì vô tội dứt điều sang di đi xê xa tăng tàn thứ mười ba sáu trăm ba mươi hai bạch chư đại đức mười ba điều sang ga di xê tăng tàn đã được đọc tụng xong 9 điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi phạm bốn điều khi được nhắc nhở đến lần thứ ba vị tỳ khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này và che giấu được biết bao nhiêu ngày thì vị tỳ khưu ấy phải chịu hành phạt parivasa không theo ý muốn bấy nhiêu ngày vị tỳ khưu đã trải qua hành phạt parivasa nên thực hành thêm sáu đêm manata dành cho tỳ khưu vị tỳ khưu có hành phạt manata đã được hoàn tất thì vị tỳ khưu ấy nên được giải tội tại nơi nào có hội chúng tỳ khưu nhóm 20 vị. Nếu hội chúng tỳ khưu nhóm 20 vị chỉ thiếu đi một mà giải tội cho vị tỳ khưu ấy thì vị tỳ khưu ấy chưa được giải tội và các tỳ khưu ấy bị khiển trách. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ nhì, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Đến lần thứ ba, tôi hỏi rằng, chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này. Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Dứt chương 13 Pháp tóm lược chương này. Sự xuất ra tên dịch, diệt xúc chạm cơ thể, nói lên lời dâm dật tình dục cho bản thân, mai mối và liêu cốc, trú xá, không nguyên cớ, điều nhỏ nhặt nào đó và chia rẽ hội chúng. Kẻ ủng hộ dị ấy và ưa ngạnh khó nói, làm hư các gia đình là 13 điều học sang ga đi xe xa.